xin chào mừng mọi người đang quay trở lại với Sĩ Thanh Channel. Ngày hôm nay sẽ lại vào bếp cùng Thanh nha mọi người. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người làm một cái món ăn mà Thanh cũng rất là thích trong cái thực đơn ăn chay của Thanh, đó là mì spaghetti chay. Của Thanh sẽ cực kỳ là dễ làm nhưng mà sẽ cực kỳ là ngon luôn. Đơn giản lắm, mình chỉ cần spaghetti nè, mình cần thịt bò chay và cà chua, thế là xong. Bơ nữa. Món ăn này nó vừa giàu dinh dưỡng, no bụng, nó có nhiều chất đạm ở trong. Cái mà thịt bò chay đã là đạm thực vật á, cho nên là mình ăn nhiều nó sẽ mập nha, nói trước nha. Nhưng mà món này cực kỳ là ngon luôn, và phải làm theo cái công thức của Thanh cơ. Thanh muốn truyền một cái năng lực tích cực, tức là những bạn ăn chay mà không biết làm gì thì hãy coi kênh YouTube của Thanh để làm cái món ăn đó, thì mọi người sẽ thấy vừa ngon và vừa đẹp da nữa, vừa tịnh tâm nữa mọi người ơi. Còn bây giờ mình bắt tay thôi nha. Những cái loại thực phẩm chay bây giờ nó rất là phong phú mọi người ơi. Mọi người có được xúc xích nè, mọi người có được thịt bò, thịt heo quay, đồ các thứ. So với hồi xưa bây giờ ăn chay của mình là cực kỳ là nhiều đồ ăn, cho nên các bạn lăng tăng và không có đồ ăn chay thì không có đâu nha. Bây giờ đồ ăn chay cũng mắc hơn đồ ăn mặn nữa. Riêng cái phần này mà Thanh mua thịt bò chay á, phần này là gần 300.000 rồi. Ủa đâu có thu gì thịt bò thiệt đâu mọi người, thậm chí còn mắc hơn á. Cái mùi vị còn giống khoảng tới khoảng 60% á. Tôi ăn chay mà tôi cũng thuộc tiếp mà gu biết ăn, lúc sành ăn á, cho nên tôi sẽ sưu tầm được rất là nhiều đồ ăn chay, cũng như Thanh có rất là nhiều quán đồ ăn chay ngon. Cà chua thì cần thiết thì mọi người, Thanh cũng có xài ketchup nữa, nhưng mà cà chua này sẽ làm cho tăng cái vị chua chua của cái món ăn của mình. Cắt nhuyễn ra, cắt hạt lựu ra được rồi. Ôi, mì đã xong. À, hôm nay tôi bầm tỏi quá nhuyễn luôn á mọi người. Yeah, bắt đầu bắt máy lên. Đường nha, tiêu, tí bột ngọt, sau đó sẽ cho tương cà, sau đó sẽ cho tương ớt vô. Lên thành phẩm mọi người ơi, nhanh cực kỳ đúng không nè. Thơm ngon, mời bạn ăn nha. Tôi đây không chờ bạn nữa, giờ tôi ăn nè. Ngon quá. Anh không biết là mì spaghetti ăn chay luôn á. Cái thịt bò nó thơm. Không biết làm được bằng cái gì vậy. Phải ước gì sau này lấy được chồng nào mà có thể nấu được ăn chay ngon vậy cho Thanh. Về nhà cái là có diễn thì ý chay ngon vậy. Hy vọng mọi người sẽ thích clip này của Thanh nha. Đừng quên để lại comment những món đồ ăn chay nào mọi người thấy ngon, có thể chỉ cho Thanh luôn nha. Các bạn ăn chay nhiều, các bạn còn biết những món ngon hơn, Thanh cũng rất là muốn bổ sung thêm trong cái thực đơn của mình những món ăn hấp dẫn. Còn bây giờ chào tạm biệt mọi người nha. Bye bye.